Bầu cử Mỹ 2024, Tổng thống Joe Biden chuyển trọng tâm chiến dịch tranh cử. Tờ The Hill của Mỹ đưa tin nhóm vận động bầu cử của Tổng thống Joe Biden đã chính thức chuyển trọng tâm chiến dịch tranh cử sang ứng phó với cựu Tổng thống Donald Trump. Sau cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang New Hampshire, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington dẫn nguồn tin trên cho biết nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Biden đã phác thảo kế hoạch ứng phó. Theo đó sẽ tập trung vào quan điểm của ông Trump về các vấn đề chăm sóc sức khỏe. Trong đó có đề xuất của ông về việc bãi bỏ đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng, Affordable Care Act, cũng như việc bổ nhiệm các thẩm phán tòa án tối cao gây tranh cãi. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire để chọn ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump đã giành chiến thắng trước bà Nikki Haley với cách biệt ở mức 2 con số. Như vậy, nhiều khả năng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ là trận tái đấu giữa đương kim Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Mặc dù bà Nikki Haley tuyên bố không bỏ cuộc, nhưng khó có thể lật ngược tình thế trong cuộc đua trở thành gương mặt đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử. Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Biden cũng nhận định kết quả bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire, cho thấy thực tế rõ ràng và không thể phủ nhận là ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ từ các cử tri trung thành. Bên cạnh việc chuyển trọng tâm tranh cử, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Biden cũng bổ sung thêm nhân sự. Theo đó, hai trợ lý hàng đầu trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Biden là bà Jen O'Malley Dillon và ông Mike Donilon đã rời Nhà Trắng để hỗ trợ nhóm vận động tranh cử 2024. Về phía Đảng Dân Chủ, Tổng thống Biden đề cao quy định mới, theo đó bầu cử sơ bộ năm 2024 của Đảng dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 2 tại bang South Carolina, chứ không phải Iowa hay New Hampshire. Với quan điểm cho rằng những cử tri da màu tại South Carolina vốn có đóng góp quan trọng trong chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020, hiện vẫn có vai trò quan trọng. Tổng thống Biden đã không vận động ở bang New Hampshire và tên của ông cũng không xuất hiện trên lá phiếu mà. Hiện chỉ có hai ứng cử viên chính là nghị sĩ Dean Phillips và nhà văn Marianne Williamson. Tuy vậy, rất nhiều thành viên Đảng Dân Chủ ở New Hampshire ủng hộ có tên Tổng thống Biden trên lá phiếu và hy vọng ông sẽ chiến thắng dễ dàng. Thay vì tập trung vào New Hampshire, Tổng thống Biden cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến bang Virginia để bảo vệ vấn đề quyền phá thai. Vấn đề mà Đảng Dân Chủ cho rằng sẽ giúp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh những thành tựu kinh tế đạt được dưới thời Tổng thống Joe Biden, khi chiến dịch tái tranh cử của nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ bắt đầu.